Bây giờ nó xây quay về ngày xưa. Quay kia. Đây có một cái hố đánh bộc phá to lắm, như của bò. Ở đây là con đội xe, nhưng mà anh nghĩ là đường đi bộ của họ sang đây. Mình đổ lên trên này. Này, đổ đây cho nó lạnh. Thỏ vàng nó cho vào không? Chắc là cho vào chứ. Cho vào túi chứ. Hả? Cái xe cái đồ đồi này nó không đi được. Nó leo lên leo xuống. Nên có bậc thang không? Có bậc thang. Có mấy chục bậc, mấy trăm bậc không? Thế thôi. Cứ ở đây à, ngồi à? Có ngồi đây hay là có vào không? Vào bây giờ lên cao như thế nào đây, mình răng, đau răng. Hay thôi, em ở đây đi. Từ từ thế nào? Nhá. Lịch sử cứ để anh nghiên cứu đi. Vâng. Chứ em nghiên cứu lịch sử rồi em lại viết sai hết cả. Giờ lúc ấy bà con rồi con cháu nó chửi cho. Rồi bấm cái nút này tắt đi nhá.